Đổ hết hai bên này ra cho thoáng nó dễ nhìn. Rút càng nhẹ đây, rút càng nhẹ đây này. Nhẹ thôi. Ừ, qua bên đi. Thôi được rồi, được rồi. Quanh của nó là 550. Đấy. cái lô gỗ này thì tờ em cho anh em tên cùng ý giới. Chúc bà con có ngày mới thật là tuyệt vời. Bà con đang xem like thì cho anh em sơn xin một like nhá. Từ chưa anh tí. Làm là khánh toán. Và đấy nhá, làm vận chuyển nhá. Nếu mình kéo công ấy. Kéo công nó còn kéo công 20 khối thì nó mất có 25 khối, nó mất có 20 triệu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sofa, còn cái khúc bên này thì... Rồi nhắc cái khúc này lên anh ạ. Anh Hiếu à, anh Hiếu à. Rồi anh em nhắc cái khúc này lên. Khúc này lên xanh nha. Ô, đi thêm luôn. Đúng rồi. Anh đặt đường ở đâu anh? Nói anh Hiếu nhá. Trên một cây rồi. Anh Dũng à, anh Dũng à, gửi cho em xem cái cây đấy thế nào. Anh Dũng à, chào anh Nguyễn Thạch nha. Anh Thạch ở đâu anh? Anh Nguyễn Dũng à, cây nó quay, bác quay vòng quanh rào, quanh tới check-in của mình. Cây phải nặng được không? Ồ, Cần Thượng Vương, anh ở đâu nhỉ? Anh cảm giác mạnh rồi. Anh ở đâu anh? Nhắm đấy. Lại cái bàn này nhiều lắm. À ừ, cái nồi sơn kêu là gỗ sơn căng mọc mà cũng như thế thôi. Đây ngồi anh rồi em cũng không khác gì đâu. Coi cho nó cùng nhau quất, anh cho nó cái đó. Quan trọng là giá nhá. Kệ đó, được chưa? Em đưa cái bị béo kia. Bật lửa đúng này. Đi bật chặt cái đấy. Có nhiều bên ngôi mà biết làm đến 12 giờ khuya không? mười bốn xíu xíu